Video này thì Hương sẽ dành cho những bạn mà đã buôn bán sẵn rồi. Vậy thì những cái nghề nào mà mình sẽ có thể bán thêm cái sản phẩm nước hoa nó sẽ phù hợp nhất, thì đây sẽ là video dành cho những bạn lựa chọn cái phương thức lấy sỉ nha. Chào các bạn, dạo gần đây thì Hương đang làm cái chuỗi video mở cái cửa hàng kinh doanh nước hoa, bởi vì Hương mong muốn là có thể chia sẻ cho những cái bạn mà chưa biết gì về thị trường nước hoa hết, mình hiểu hơn về thị trường và mình sẽ bắt đầu từ đâu. Bên cạnh đó thì những bạn nào mà mình đã kinh doanh rồi thì mình cũng có thể tìm hiểu những cái video chuyên sâu hơn để chúng ta sẽ biết được cái điểm mạnh và điểm yếu trong ngành kinh doanh nước hoa và mình có thể phát triển cái mô hình của mình tốt hơn. Theo các bạn thì ngành nghề nào phù hợp để mình có thể kinh doanh thêm cái lĩnh vực về nước hoa? Mình dành ra 5 giây để mình có thể comment xem cái nghề nghiệp mà các bạn suy nghĩ có giống như Hương nói hay không nha. Đầu tiên Hương thấy đó chính là những bạn bán mỹ phẩm và đặc biệt là mỹ phẩm nhập khẩu. Tại vì đa phần là mỹ phẩm thì đa phần là khách hàng nữ đúng không? Những người nữ họ yêu thích cái làm đẹp nè, họ yêu thích thương hiệu nè và họ lại mong muốn mang lại những cái giá trị tinh thần cho chính mình. Chính vì vậy là khi mà kinh doanh mỹ phẩm rồi, người ta tin tưởng mình rồi thì bạn kinh doanh thêm nước hoa nó rất là dễ, bởi vì nó cùng một cái tệp khách hàng như vậy. Chỉ cần bạn có thêm kiến thức nè, rồi mình tư vấn làm sao cho họ tin tưởng hơn thì chắc chắn là bạn sẽ mở rộng được cái doanh số của mình khi mà kinh doanh thêm cái lĩnh vực nước hoa. Hương có rất là nhiều khách hàng á, khi mà họ kinh doanh không những mỹ phẩm nè, họ lại còn được sự tin tưởng cái họ lại nhận order thêm những cái quần áo, thêm những cái món trang sức phụ kiện. Thì cuối cùng khi bạn tạo được cái niềm tin rồi thì bạn bán cái gì khách hàng của mình họ cũng thích hết trơn á. Và quan trọng nhất á, không phải là bạn có bao nhiêu khách hàng mà quan trọng nhất là mình giữ chân được bao nhiêu khách hàng, mình có nhiều sản phẩm họ tin tưởng mình thì tự nhiên họ sẽ quay lại với mình thường xuyên hơn. Thì Hương nghĩ là chính cái nước hoa nó cũng sẽ bổ trợ thêm cho cái mỹ phẩm để khiến cho cái mỹ phẩm của mình nó cũng sẽ lâu dài hơn. Bạn có thể xem lại về cái giá trị của cái sản phẩm nó ở tầm trung hay tầm cao cấp thì mình sẽ lựa chọn những cái dòng nước hoa nó tương đương đó, giá thấp hay giá rẻ là do cái tệp khách hàng của mình nha. Ngành nghề thứ hai mà chắc chắn không thể bỏ qua đó là những bạn đang kinh doanh về túi xách hàng hiệu. Bởi vì cái tệp khách hàng của mình họ rất là chịu chi, họ chịu chơi và thậm chí họ hiểu về cái giá trị của thương hiệu. Chính vì vậy là đa phần những người mà xài túi xách hàng hiệu thì họ rất hay dùng nước hoa. Nhưng mà nó có một cái đặc điểm nha, đó chính là khi mà người ta đã có nhu cầu xài hàng hiệu rồi thì người ta hay thường tìm những cái gì đó độc lạ và có đẳng cấp một tí xíu. Chính vì vậy những cái sản phẩm nước hoa mà mình có giới thiệu thì nên chọn những cái thương hiệu như là Hermès hoặc là Kilian, những cái gì lạ lạ mà nó có gu đẳng cấp một tí xíu thì chắc chắn bạn sẽ up thêm được cho những cái khách hàng của mình. Và khi mua một cái túi hàng hiệu thì nó rất là đắt đúng không? Vậy thì mình có thể giữ chân khách hàng của mình bằng những cái sản phẩm nước hoa, nó có thể là vài triệu hoặc là vài chục triệu thôi, thì nó sẽ tạo thành một cái sự gắn kết. Và khách hàng họ mua của bạn càng nhiều thì chắc chắn họ sẽ nhớ đến bạn càng lâu và họ lại quay trở lại để mua thêm túi xách hàng hiệu của mình nữa nha. Vấn đề thứ ba cực kỳ quan trọng đó là mình kinh doanh bất cứ cái lĩnh vực nào thì chắc chắn mình cũng sẽ cần có cái mối quan hệ. Vậy thì ai là người sẽ có cái mối quan hệ cực kỳ tốt? Thứ nhất là về bất động sản nè, bảo hiểm nè, hoặc là ngân hàng, hoặc là những bạn đang đi làm cho công ty nhà nước. Mình có vô vàn cái mối quan hệ của mình nhưng đôi khi mình không có tận dụng. Cứ nghĩ rằng là thôi, kinh doanh một cái chai nước hoa nó có vài trăm ngàn, nó có vài triệu thôi à. Vậy thà bán một miếng đất lời nhiều hơn. Nhưng mà vô tình mình không có nghĩ là cái việc mà mình kinh doanh nước hoa nó cũng chính là cái cơ hội để mình được tiếp cận với khách hàng của mình. Để khi người ta mua một chai nước hoa người ta cảm thấy thơm quá, người ta lại nhớ tới mình. Vậy thì đến lúc mà người ta muốn mua một miếng đất, người ta sẽ nghĩ ngay tới mình. Muốn mua một cái gói bảo hiểm cũng sẽ nghĩ ngay tới mình. Vì vậy Hương có rất là nhiều khách hàng đã kinh doanh bất động sản nè, đã làm bên bảo hiểm Manulife nè, thậm chí là những bạn đi làm ngân hàng hoặc làm cho công ty nhà nước. Khi họ kinh doanh nước hoa họ vô cùng happy và họ bán rất là được luôn nha. Là bởi vì cái mối quan hệ nó đã có rồi, hãy tận dụng cái mối quan hệ đó. Và đó là cơ hội để luôn luôn cho người ta nhớ tới mình. Yếu tố thứ tư mà Hương muốn nói đến đó chính là spa và thẩm mỹ viện. Cái người mà họ hay đi spa là họ rất là thích cái đẹp, họ rất là thích cái sự chỉnh chu và cái sự thư giãn. Chính vì vậy nước hoa cũng là một trong những cái món mà hầu như người ta sẽ dùng. Nhưng mà có một cái vấn đề đó chính là khi mà bạn nghĩ đi, cái cảm giác mình đi gội đầu xong, mình được massage xong, da mặt của mình căng bóng và mình cũng luôn luôn muốn tìm một cái sự thư giãn, thì những cái mùi hương mà mình tìm á, thì đa phần nó cũng sẽ nhẹ nhàng hơn trong một cái không gian ấm cúng. Vì vậy những cái spa hoặc thẩm mỹ viện chỉ cần để một cái tủ nhỏ thôi, mình trang trí để lúc mà người ta ngồi ngâm chân, người ta uống một chút nước mát vào thì tự nhiên người ta nhìn thấy sản phẩm, người ta cũng sẽ muốn trải nghiệm. Và đó cũng là cái cách để mà khách hàng của mình họ ở lại bên
mình nhiều hơn, mình có cơ hội để họ mình chăm sóc họ hơn. Nhất là spa, tại sao Hương ít nói nhiều là bởi vì biết sao, cái lượng khách hàng của spa nó sẽ không quá lớn, nên đa phần là chúng ta sẽ thấy là người ta ít bán hơn. Nhưng mà khi đã bán rồi thì chắc chắn cái lượng khách hàng họ rất là trung thành, bởi vì không có ai mà đổi spa quá nhiều. Như Hương đi một cái spa nào thì Hương cứ đi mãi một cái spa đó thôi, và khi spa họ kinh doanh cái sản phẩm gì thì vô hình dung họ cũng đã giữ chân Hương lại lâu hơn rồi. Vừa rồi là Hương đã chia sẻ bốn cái lĩnh vực mà Hương nghĩ là có lợi thế hơn để mình có thể kinh doanh. Tuy nhiên là đối với cái lĩnh vực nước hoa thì Hương thấy luôn quan trọng nhất là cái sự uy tín thôi. Có rất là nhiều khách hàng họ kinh doanh như cái tiệm tạp hóa, hoặc có thể bán tất cả mọi thứ trên đời, nhưng quan trọng là chất lượng sản phẩm của họ phải tốt. Chỉ cần bạn có kiến thức, bạn hiểu thị trường và bạn kinh doanh cái sản phẩm mà nó mang lại cái sự tin tưởng cho khách hàng, thì chắc chắn dù bạn làm cái lĩnh vực gì Hương nghĩ cũng sẽ thành công thôi. Nên cứ kiên trì và chúng ta sẽ làm. Và đối với cái sản phẩm, nếu bạn đã có một cái tệp khách hàng rồi thì hãy mở rộng cái tệp sản phẩm của mình để mình có cơ hội giữ chân khách hàng của mình nhiều hơn. Nếu như các bạn có bất cứ cái thắc mắc nào, có câu hỏi nào, đừng có ngại comment, vì biết đâu câu hỏi của bạn cũng sẽ là câu hỏi của rất nhiều người khác, thì Hương sẽ trả lời ở comment này nha. Nếu như mà mình thấy trả lời comment mà chưa có nhanh á, có thể inbox vào Facebook của Hương nha. Cảm ơn các bạn. Bye bye.